Tới mà đi về à? Có con anh em nghệ nhân nè, chúng ta xây cầu chỉnh cầu chăm sóc chứng minh mình nữa không ạ? Không thì 30 giây tịnh chim. Mấy giây tình chim đã xong, anh em nghệ nhân tập trung xào, chú ý thái độ từng chú chim. Không 22 có xây cầu không? Chiến binh 029 có xây cầu không? 033 và cuối cùng là 032 có xây cầu không? Không được 30 giây tịnh chim cho lượt chung kết bắt đầu. Các bên nghệ nhân chú ý, chiếc quay vô trong chúng tôi mới tính điểm, còn quay ra ngoài chúng tôi không tính điểm. Và đã tốt tất cả, anh em tập trung sao? Hai chú chim về giải ba ngày hôm nay là chú chim 033 và chú chim 029. Hai chú chim này về đồng giải ba ngày hôm nay. Và giữa hai chú chim 32 và 22, hai chú chim này thái độ như nhau. Viêm chim không lơi, không có lỗi. Nhưng chú chim 032 có 3 nhịp đúng xè, nên chú chim 032 về nhất ngày hôm nay và chú chim 022 về nhì ngày hôm nay.